Anh kia anh. Ủa. Hai anh gần nhà nhau. Và hôm nay anh em chúng em rất hân hạnh được đón tiếp anh Thế Anh đã đến và ủng hộ chúng em một bộ karaoke. Ở đây anh em chúng em đang sắp xếp và chuẩn bị đóng gói và cho anh mang về chơi. Ở đây có một đôi la AR, một cục đẩy D500, chiếc vang KM8FX, một chiếc nâng tiếng CB600 và một chiếc mic Shure UGX9. Tiền dây jack các thứ em đã cắm sẵn cho anh rồi, chỉnh sẵn cho anh rồi. Về nhà chúng ta chỉ việc anh chỉ việc cắm điện và chơi luôn thôi. Đấy là đơn giản hơn rất nhiều so với các bác anh em về tự cắm thì nó sẽ phức tạp hơn, rườm rà hơn. Đấy. Em bê ra đi, Thảo ơi. Em đóng gói hết thành một khối nhé các bác nhá. À, các bác anh em ở xa cũng vậy, bọn em sẽ đóng thành một khối chỉnh sẵn cho anh, cắm rắc dây rắc đầy đủ. Về các bác anh em chỉ việc cắm điện là chơi luôn thôi, rất đơn giản, gọn nhẹ và dễ dàng sử dụng. Rồi, em gặp cái này gọn nào. Sắp thêm cho anh một cái dây quang nữa để nối vào vang. Ở bên em thì còn có những cái dòng loa chuyên karaoke và nghe nhạc trong gia đình, ví dụ như loa Pioneer F75 này, phiên bản mới nhá, qua nhá, phiên bản mới của năm 2020. Nó đã được bỏ cái phần cắt tinh chỉnh ở đây, nhưng các bạn anh em đừng ngạc nhiên vì ở đây cũng là một cái dụ ý của nhà sản xuất, đó là nhiều anh em mua những đôi loa Pioneer F75 này về rất là nhiều năm nhưng mà chưa bao giờ động tới cái nút tinh chỉnh đấy. Chính là lý do vì sao mà nhà sản xuất quyết định bỏ những nút tinh chỉnh đấy và tập trung vào thay, nâng cấp cái phần trung âm này nó được hay hơn. Trung âm này, phiên bản này hay hơn. Và em nhập, giá nhập thì nó cũng đắt hơn một chút nhưng mà em vẫn đang bán bằng giá phiên bản cũ 4.500.000 đồng một đôi. Và những dòng loa Pioneer CS88 cũng vậy. Đây là một trong những dòng loa Pioneer thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Thiết kế của nó là mắt võng này, mắt 30, một trung trầm, hai trung cao, một chép, một siêu chép. Dòng loa này cũng là loa 6 đường tiếng, hát kêu kênh rất hay, nghe nhạc cũng hay. Và phiên bản CS88 có màu gỗ kia trưng bày cũng rất là đẹp. Giá của phiên bản CS88 là 6.500.000 đồng. Bên cạnh đôi loa CS88 thì là đôi loa Kenwood 2325, một trung trầm, một chép, một siêu chép, dòng loa 5 đường tiếng. Với những dòng loa cây thì các bác anh em biết là nó thả những quả bass rất sâu, mềm mại, ngọt ngào, uy lực, và anh không cần nói chuyện. Ở trong bộ của anh Thế Anh hôm nay thì anh đã mua một đôi loa AR 308 bass 25 4 chép một thùng. Đây là dòng loa bãi, công suất trung bình là 500W. Các bạn nghe thấy được thiết kế khá là nhỏ gọn nhưng mà bass đánh thả những quả rất sâu, hát cao kỳ cũng rất hay. Đó là những dòng loa thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Đây là dòng loa bãi, giá nó bán thành lý thôi, giá là 2.500.000 đồng thôi. Dây em tặng anh đầy đủ và mọi chi tiết và những cái thiết bị karaoke hay là những bộ karaoke giá rẻ bình dân, các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em trên màn hình 0975386726 hoặc là 0963866622. Địa chỉ của chúng em là 107 Phú Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và em cũng xin thay mặt cho anh em công ty rất là cảm ơn anh Thế Anh đã đến và ủng hộ chúng em bộ karaoke ngày hôm nay. Bộ của anh là 15 triệu đồng. Đẩy D500 6 triệu, KM8 FX, nâng tiếng CB600, mic UGX9, loa AR. Nó là của anh em, là anh chở là cái gì trước? Tôi chở hết luôn mà. Đây là một vợ người ta chở luôn.